cập nhật bà con một số công ty sao lại. Nếu không có gì thay đổi là tầm 4 tháng nữa chúng ta sẽ đến Tết đúng không? Tháng 9, tháng 10, tháng 12, tháng 11 là cái Tết. Đây là những cơ hội chúng ta nắm bắt cho những ai đang thất nghiệp tìm kiếm công việc để sau Tết này chúng ta có một cái nồi bánh chưng, còn đó có cục to miếng. Thì đầu tiên là nếu như chúng ta từ 18 tuổi tới khoảng 40 tuổi cặp vợ chồng, chúng ta có thể xin làm công ty điện tử TCL tại đường số 32. Đây là công ty 32 vị ship 2A, đây là một công ty sản xuất TV TCL. Thì về cái mức lương em sẽ để ra phần nội dung cho bà con có thể tìm hiểu thêm mức lương công ty này. Đây là một công ty rất là tốt, đặc biệt là điện tử thì lương nó cao, nhưng công ty này nó trú luôn, áp lực chúng ta sẽ bị đứng làm đấy. Rồi, vậy thì ngồi làm thì làm đâu? Đây là một công ty tốt hơn nữa, là công ty sản xuất thức ăn cho chó ở Tây Ninh. Chúng ta cần có căn cước công dân, cả hai công ty cần có căn cước công dân là đi làm được. Ở Tây Ninh thì chúng ta sẽ là đi 2 ca cả ngày và cả đêm. Chúng ta đi chuyên đêm hoặc chúng ta đi chuyên ngày là do chúng ta đăng ký. Nếu chúng ta đi chuyên ngày chúng ta sẽ được bao cơm, chúng ta đi chuyên đêm chúng ta đem cơm cho công ty cộng tiền cho mình vô tiền cơm rồi đó. Còn về tiếp theo là nếu như chúng ta rơi vào trường hợp như chúng ta tay nghề gỗ đi, thì chúng ta từ 18 tuổi 45 tuổi chúng ta làm công ty gỗ ở Tân Nguyên, Bình Dương. Công ty này thì cũng sẽ là có 2 ca nhưng đa phần là ca ngày, ca đêm ít lắm. Thì nó sẽ có những cái ca giống như 6 giờ sáng, 9 giờ tối, 7 giờ sáng, 7 giờ tối, 8 giờ sáng, 8 giờ tối, có những cái ca như vậy. Thì công ty này là công ty lương cao, cả ba công ty vừa rồi em nói đều lương ok hết, chứ không có công ty nào lương thấp cả. Và nếu như trường hợp tay nghề gỗ thì cần từ 18 tuổi, 45 tuổi, ưu tiên là nhận nam, nữ rồi có tay nghề, nam lao động phổ thông vẫn được nhận luôn. Cả ba công ty em đang nói chúng ta đều phải tranh thủ cho nhanh nha, chứ chúng ta chậm là chúng ta mất luôn, chúng ta chậm là chúng ta sẽ bị mất luôn, đúng không? Rồi tiếp theo, sau ba công ty đó rồi, vậy thì nếu như trường hợp mà mình muốn làm nữa, nữ từ 18 tuổi 40 tuổi mình phải làm hồ sơ đầy đủ để làm công ty điện tử Furikawa ở Nhật Bản, công ty Yayaki ở Bình Dương. Cả hai công ty đều là Nhật Bản hết, nhưng mà cái thằng Furikawa là ở Sài Gòn có cái chuyến xá miễn phí, thằng Yayaki ở Bình Dương chúng ta đi bộ làm được, có phòng trọ sẵn chúng ta hết rồi. Rồi đây là những cái cơ hội mà chúng ta có thể nắm bắt được, tranh thủ. Nếu cảm thấy những điều mà em chia sẻ thấy hay và có ý nghĩa thì bà con hãy đăng ký kênh chia sẻ giùm em những video này để đến tay nhiều người hơn, chúc cho nhiều bà con hơn có những công việc làm trong thời gian sắp tới. Cuối cùng thì cũng chúc bà con luôn bình an và hạnh phúc, đón một mùa lễ hạnh phúc bên gia đình. Và sau mùa lễ này chúng ta cùng nhau nắm tay để bước tới một cái Tết năm 2024 cho trở nên tuyệt vời hơn, đúng không? Chúng ta phải cố gắng làm cho cái Tết năm nay nó tốt hơn cái Tết năm rồi. Còn Tết năm tới sẽ từ từ tiếp, tại chúng ta chưa biết ăn Tết năm tới hay không. Để có cái Tết 2024 tuyệt vời, hãy nắm bắt, sống tốt mỗi ngày, cố lên. Chào bà con.